ngày người ra đi anh nôn nước mắt chảy ngược vào tim để em quay lưng theo ai em sẽ thấy nhẹ lòng nụ cười anh trên môi chúc em ngày mai hạnh phúc mà trái tim anh nuốt nước mắt ấm thầm mọi người xung quanh đâu biết cứ thương anh cười là vui có ai đâu hay tim anh tan nát suốt cuộc đời bởi vì anh yêu em đến nay tình yêu vẫn thế nên vắng em mãi mãi anh cười không Hey guys, xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại với tựa game Fury đây. Hôm nay mình sẽ quay tiếp những tập tiếp theo của tựa game này cho tất cả anh em và các fan hâm mộ xem. Và ngay bây giờ đây thì cuộc hành trình của mình sẽ chính thức bắt đầu. Nào, chúng ta ok, let's go thôi nào. Thì chắc chắn là cái thằng dây sinh địa ngục này không phải là mình rồi anh em à. Nếu là mình thì coi như là mình bó tay chấm cơm chấm vn. Rồi ha. Rồi thì trong cái màn này thì mình đã được chơi chị Hose da đen đúng như mong ước và ước ao của mình. Rồi bây giờ mình sẽ cố gắng ha. Thì dây sinh địa ngục thì em biết là ai mà sở hữu dây sinh địa ngục thì chắc chắn là sẽ có một cái trình độ cực kỳ cao. Nên là có thể là cái dòng này á là mình chỉ có thể còn sống một tí xíu ha, không sống được lâu đâu. Tại vì dây sinh địa ngục rất là số dách anh em à. Đây ra lần mấy bình máu nè. Rồi, vừa vào mình có sẵn nhiều đồ vậy luôn á hả? Xem bộ có lý ý nghĩa, rồi giao bỏ túi nữa nè. Rồi đủ bộ căm sên, làm nguyên bộ căm lê luôn rồi anh em à. Ngon ngon ngon. Phải nói là ngon lành cành đào. Rồi đi, dãy sinh địa ngục bây giờ chắc là đi đặt tráp rồi đó. Bây giờ thì mình cứ kiếm chỗ mình vào thôi. Mấy nhà này vào mình chốt cửa sẵn anh em. Dãy sinh địa ngục có trình chắc rồi. Nhìn thấy máu lắm le lắm lét ở trên người là mình biết rồi. Ok, cứ chơi đi anh em. Chơi được có đâu hay tới đó vậy. Bộ đàm hốt luôn. Hốt sạch hết. Đâu bên đây xem coi nào. Đổi gì vậy? Ừ, đổi súng lấy chấn thiên lôi. Ngu dại gì lậm anh em. Trời ơi, dãy sinh địa ngục nó dạng mà trình đỉnh cao, trình master nha. Sao bây giờ nó vẫn chưa giết được người nào hết ta. Ít ra là bây giờ là cũng phải mần ăn được rồi chứ. Chắc dạng người ta kêu chậm mà chắc. Anh đây không cần phải đi bắt những con nhạn, những con cá lóc đang lăn lóc ở trên bờ. Anh chỉ cần đi từ từ mà hưởng thụ. Đang hưởng thụ từ từ đó anh em, chứ không phải là nó cái dạng mà nó gà đâu ha. Đâu rồi ta? Ở mấy nhỏ này chạy đến đây quá trời luôn. Lăn đàn xẻ mến luôn. Chỗ làm gì làm mệt quá đi, mình cũng mệt mỏi rồi. Ở không thấy luôn ta. Đáng lẽ bây giờ phải có sự xuất hiện của dây sinh địa ngục là niềm kiêu hãnh và ước ao của biết bao nhiêu thanh niên chứ. Tại sao lại không có nhờ? Chuyện lạ, chuyện ngộ. Ở cầu chì nữa nè anh em. Rồi nó tử rồi đó. Lấy này luôn. Gì vậy? Đó. Trời ơi, tưởng đâu anh lâu lâu mới tới, giờ anh xuất hiện ngay. Anh đập cửa kinh thế anh. Em ngưỡng mộ anh rồi nha. Đi. Tất cả giống đi. Ê. Anh ơi, em vô tội trong cái vụ án này, em mà coi như em không biết gì hết. Rồi đi đi anh ơi. Mình vô lấy đồ của anh em, hết đồ rồi. Đồ không còn cái gì hết. Ở phía dưới đây nè. Dưới đây còn đồ bê tha bên thiên nhiều lắm, mình nhớ mà. Sao mà mấy anh em tập trung lên trển hết rồi ta? Làm như trển vui như Tết, làm như hội chợ tổ chức trển hay sao á. Còn mụ này cửa chính không đi, nhảy khí thế hào hùng luôn. Trời ơi, kéo nhau lên trển hết luôn rồi anh em. Vãi thiệt chứ.
Mình giờ vũ khí đâu, mình lên mình tham chiến. Mình phải có vũ khí mình mới tham chiến được. Thôi kèo vô đi. Cần gì vũ khí ở đây nè. Ít ra cũng phải cuộc dài đồ mới quýnh được chứ. Ở dây sinh địa ngục bây giờ vẫn chưa giết được người nào luôn hả ta. Mình không ngờ lĩnh giỡn dở tệ vậy luôn á. Ít ra cũng phải trình độ lên master rồi. Mình thấy ống quần váy máu đồ dữ dội lắm à. Làm nghe cái kinh vòm thiệt. Rồi chặn hai thanh niên trong kia. Còn đây đè đâu trước cũng chị đi. Thiệt mấy con này không biết chữ sửa câu chì giết như thế nào hả ta. Ở dưới chứ đâu nữa, giờ chỉ còn cái khu vực dưới à. Rồi một người nữa đây đã quay lưng ra đi và anh đã đi không quay trở về. Thôi nè, lên xe gì chạy các kiểu đi, chắc bây giờ nó chưa nhòm ngó đến cái con nhạn mà bé nhỏ như mình. Đứng đây thở oxy tí đi anh em. Hết oxy rồi. Chạy một lát cúng cơm. Không được, cúng cơm là chết. Rồi làm ắc quy lại đây luôn. Chị đây có chìa khóa. Bọn em có ắc quy ngon quá rồi. Ở chỗ điểm bullet đây luôn nè anh em. Đâu rồi. Em có tội tình chi, em đâu có lỗi lầm gì. Sao anh lại rượt em? Em nào có lỗi lầm chi? Ủa giấy sinh địa ngục đó trình độ bao nhiêu người ta, đáng lẽ phải bắt được mình rồi chứ. Trời ơi, ngộ nghĩnh ghê luôn à. Kì. Go. Yo. Vô đi. Fix it. How about it here? Lẹ đi. Em ơi, đi nào anh em. Cho nhỏ đó đi đứt luôn đi anh em. Chứ mình bây giờ là mình hết cách rồi. Mình phải tẩu thôi. Hello car. Good for me. Go. Let's go. Okay, let's go. Bye bye Jason. Rồi xong rồi đó anh em. Đơn giản. Quá hết sức mệt mỏi mà. Rồi còn một chị ở lại đây. Không, cái này là phải thoát thôi anh em à. Tại vì thằng Jason địa ngục nữa tàn ác quá. Mình không ở lại được, ở lại là chết. Không cho Jason được rồi, bắn nó một cái thôi chứ. Ở lại là coi như tàn đời. Tại vì dây sinh địa ngục anh em cũng biết là cái trình của dây sinh địa ngục mà. Thanh niên level như là hồi nãy là lên 146, 150 vậy đó. Trình độ cao lắm. Rồi nhỏ lụm súng được á. Nhỏ này tàn đời rồi. Có ai điện mì tôm chưa ta? Mì tôm có khi là mình sao nhờ? Mình ra đây để mình giải cứu cái thế giới này. Cái khu rừng này mình sẽ tiêu diệt dây sinh cùng cô em gái. Hay lắm. Ra cuối cùng đã bắn được. Dễ sinh điện dở á ta. Chả yếu nghề cái gì á. Sao kỳ cục á. Mình thấy ngộ luôn á. Đáng lẽ cái cỡ dễ sinh địa ngục này là ít ra cũng phải bắt được phải 5 mạng là ít. Không chịu đặt tráp gì luôn. Chắc cái dạng tự tin về khả năng sức mạnh của mình á. Không cần đặt tráp xe, cũng không cần đặt tráp anh bullet. Anh chỉ cần săn mồi mà thôi. Chắc dạng trình mà cái dạng mà nằm ở dạng xe danh 3, xe danh 4 đó anh em, không lên nổi nữa. Vậy là thua trình mình rồi. ngồi chém gió đồ vô, dây sinh master đồ dữ dội vô.
Thật ra là mình đây nè. Vô điện đi, vô điện với anh Bullet đi. Ủa lộn, chứ điện cho mì tôm đi. Rồi xong, chốt cửa là trời giấy sinh cầm xuyên cửa luôn. Sực, hay lắm. Rồi xong, mấy game này sau nay ưa đánh bay linh hồn bé nhỏ của các cô em gái và các thanh thiếu niên giữa người ta. Rồi ha, vậy là màn đầu tiên đã kết thúc trong sự suôn sẻ rồi ha. Thì bây giờ sẽ là một cái màn tiếp theo. Liệu màn tiếp theo này mình có trở thành tên dây sinh khát máu và máu lạnh hay không? Thì mời anh em hãy cố gắng theo dõi tiếp cái màn tiếp theo để biết thêm kết quả ha. Chứ kết quả sẽ không tự đi tìm kiếm anh em đâu. Rồi. Rồi bắt đầu. Mình sẽ nhận kinh nghiệm và mình sẽ vào tiếp cái màn tiếp theo. Rồi hết anh em. Hiện tại là nó đang vào một cái màn thi đấu tiếp theo của mình. Và đây là cái thanh niên mà chơi dây sinh địa ngục lúc nãy nè. Mà nhắc đến dây sinh địa ngục á, thì mình muốn nói đến tất cả anh em và các fan một chuyện. Thì sau khi mà thấy thằng dây sinh địa ngục đó, thì chắc chắn á là đa số anh em sẽ kêu mình chơi dây sinh địa ngục. Tại vì sao? Tại vì mình không có dây sinh địa ngục thì làm sao mà mình chơi cho anh em. Nếu mà có đó thì chắc chắn mình tiếc rẻ gì anh em, mình sẽ chơi cho anh em xem ha. Nhưng mà hiện tại đó thì mình không có dây sinh địa ngục. Lúc trước á mình chơi cái bản beta đó, chơi thử thì có, nhưng mà sau khi nó ra cái bản chính thức á thì mình nghỉ chơi một thời gian nên là mình không thể nào mà mua được DLC dây sinh địa ngục ha. Thì DLC dây sinh địa ngục là có hạn, chẳng hạn như là hãng game làm ra khoảng 500 DLC rồi 1000 DLC thì chỉ có 500 người hoặc là 1000 người đó ở trong cái thời gian đó, chẳng hạn như là 1 tháng bán DLC hay 2 tháng bán DLC nếu sở hữu thì sẽ có dây sinh địa ngục. Còn mình lúc đó mình nghỉ chơi một thời gian mà mình đâu có biết là dây sinh địa ngục nó xuất hiện đâu. Mình tưởng đâu là nó cho sẵn ở trỏng rồi thì thôi đi. Nào ngờ phải mua DLC và cuối cùng thì sao, mình không có dây sinh địa ngục nha anh em. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu lên đường truy tìm những cái món bảo vật ở trong cái màn này. Liệu là mình có ổn định để thoát khỏi cái khu vực này hay không ha. Thì mời anh em theo dõi hết video sau đây. Rồi vừa vô lượm được cái map là thấy là ngon lành cành đào rồi. Để coi còn gì để lượm nữa không ta. Chắc không đâu ha. Phải còn mọi thứ xung quanh gì để cho mình lượm chứ. À đây. Ở quên cái chỗ này hồi nãy nó lượm cái map, nó đẩy cái tủ vô thì anh em con lầy thì chứ. Lầy mày lầy dạng bẩm sinh luôn á. Rồi bây giờ thì cứ kiếm đồ đi. Đặt luôn cái trap luôn cho có một chút điểm để mình lên level. Mấy nay ít chơi rồi đây quá anh em à. Ủa trap lúc trước đứng đây là đặt được mà ta. Bây giờ phải đứng ngay nhị nè. Đù. Thì ra là vậy. Mình bây giờ mình mới biết luôn á. Con nhỏ đạp trap mà tự biên tự diễn luôn đi nha. Đừng có giỡn. Dòng này khó thoát lắm nè anh em. Tỷ lệ thoát dòng này rất là ít, rất là hẩm hiu, rất là hiu quạnh. Nhưng mà cố thì cũng được thôi. Cố quá cố anh em à. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu lũi vào trong đây, mình kiếm một chút ít đồ đạc ha. Còn chết thì mình làm mì tôm thôi, không có gì hết. Đây anh em thấy chưa, ở trong nghĩa địa, ở trong bia mộ có một cái quan tài này chà bá lửa luôn. Và có một bình máu ở đây. Không biết là ai rảnh rang để máu ngay quan tài nữa. Thiệt. Ảo diệu, thật là phi diệu, một sự phi diệu ở đây. Khóc thương đi trời ơi. Mấy kỹ năng của mình mất hết rồi nên mà nhảy múa mây quay cuồng múa lượn các kiểu mất hết tiêu. Mất tiêu rồi. Không còn gì cả. Rồi không sao, không còn gì thì chơi kiểu không còn gì cả anh em. Chứ không có gì đâu. Bên kia thường thường có đồ á. Hôm qua bên cái cây cầu dừa đó. Rồi vô đây lụm cụ chài đi anh em. Có gì mình chài vô đầu vệ sinh được. Bản đồ có rồi. Mình không có cần mà nhà sản xuất game mà cung cấp nhiều bản đồ như vậy. Ờ đúng rồi, cung cấp những cái thứ bổ ích vô. Chẳng hạn chìa khóa hay là mông. Ôi bỏ ơi. mông có rồi, mông có rồi. Đây mông. Mông tua víu. Không được bự. Bưởi năm rồi mấy nay bán không chạy anh em. Mấy nay mùa mưa thúi bự hết ế ẩm. Bán đâu còn chạy nữa đâu. Đáng lẽ là cái này phải sở hữu dạng năm roi đồ, dạng dừa tươi, chứ không phải là dạng cam sành mà chanh muối mọng nước như vậy. Định tính theo cái kiểu cam sành mọng nước à.
mà nó đâu có mộng đâu lắm đâu. Cái dạng này cũng cái cam héo rồi anh em à. Ủa vậy sinh đó, ô nó giết được một mạng người rồi, cũng thanh niên đó nữa. Thanh niên nó dạng mua ạt hay sao á. Làm gì mà cà tét cà tẹt cà tét cà tẹt bên đây nè. Qua kiếm hỏi thăm sức khỏe nó liền. Mình sợ gì. Anh em tập trung. Ừ bắn đít nữa. Đúng rồi. Đu. Thanh niên đỡ số dách nhiều. Hay lắm hay lắm. Đây mình lên đây. Chứng tỏ bản lĩnh của mình đi Jason. Tự dí ai dí. Dí thanh niên tàu khựa là thấy bó tay rồi. Đổi hướng liền. Anh niên tàu khựa dữ lắm. Anh niên tàu khựa đó khó dí lắm. Cứ tập trung vào mấy thanh niên đó coi như bán lúa giống ăn lúa mề luôn á. Em vô tội trong vụ án này anh ơi. Em có biết gì hết mấy thanh niên đó đó. Mày hả mày. Lì lộm. Dí nó đâu có để ý đâu. Canh gõ liền. Mấy anh niên tàu cửa cũng chơi vậy nhiều lắm á. Ở đây đây. Ô nước gió à. Ý anh tàu cửa cứu em. Làm gì thế. Giải cứu liền. Biệt đội giải cứu đến. Đông vậy mà không cứu được thì chị hung xê da đen đó. Coi như dẹp tiệm luôn đi. Ơi gì anh không có ai tại đâu có trời hút em chơi đặt trời hút chết rồi anh đặt ông thế gõ hay lắm chị hung xê trời hút em giải cứu chị ở chị lên đâu ghế sao vậy chị. Đây, đây dạng nhà điều kiện nay máu nhiều lắm. Kinh phí nay nhiều quá mà. Mình giờ mình thành cấp cứu rồi anh em. Mà vẫn đặt. Em không có làm gì đâu. Chứ mà anh khó khăn quá. Đi à. Anh niên tàu cửa ám sát. Ám sát dùng vẹn. Đồ ô tráp kìa trời. Nó có 9 cái tráp, không có 5 cái tráp chứ. Anh làm gì anh lướt anh chập cái ẹt vậy luôn hả, tưởng nó dễ ăn á. Ố bù vàng. Anh có làm gì đâu. Anh ơi cứu em anh ơi, dí em nè. Gõ gì các kiểu ghê lắm. Chập nghe đơn giản thì chứ anh em. Chập nghe đơn giản giản đơn. Ở đây tròn dây sinh chơi. Tròn chơi các kiểu luôn. Anh đặt ráp anh đặt gì mà một ẩu đó ông nội em cũng dám lên xe nữa. Chừ anh niên tàu khựa. Chừ nó anh. Ê dính em rồi. Đập từ thấy từ xa ghê quá mấy anh ơi. Ờ có chị hô đi mà lo gì, chị hô với anh tàu khựa mà tàu khựa là cứu người hết mình. Me me cuối cùng cũng dính. Ồ nó me tàu khựa rồi anh em, me tàu khựa rồi. Chuyển tông me rồi. Ở đây chưa. Gõ. Là gùi hên. Không thấy kịp. Thấy là gõ rồi. Gì anh. Em là hồi nãy bị mất câu một lần đó nha. Không bị mất câu lần hai đâu. Chạy em vòng chơi. Dạo này. Bắt đằng kia. Jason giờ nó không biết mục tiêu đó là ai hết. Phải đúng mục tiêu nha anh. Biết mà, em biết anh chụp mà. Anh nhà dạng anh gõ liền. Chiến đấu luôn. Sợ gì. À. Nghe con kia la bữa thì chứ. Fuck.
Rồi ok rồi. Ủa sao anh Yên này đạp tráp không sao ta? Ủa cái dạng là chắc anh Yên lấy gì á, đạp tráp thấy la làng luôn mà. Không có chuyện gì sở ra hết. Ở đây chơi với vệ sinh nè. Làm cái gì nữa à? Bày cái trò máu mũ máu mặt gì vậy? Why won't you fucking die? Đi thiên ngang. Khí thế lắm hả? Tôi hào hùng lắm à. Mình lãng lãng ba lần mình thấy không có gì thôi chứ. Nữa. Em vô tội trong cái vụ án này. Em chỉ đập vài cù thôi mà. Anh với em kinh thế. Đổi mục tiêu à. Hướng này nè, em đang hết stamina. Ở đi, đi với con mụ đằng kia anh em. Trời ơi sao còn nhiều người sống dữ vậy. Thôi quá trời luôn á. Điện bullet các kiểu. Ê, chiêu này xưa rồi anh ơi. Em mà em chơi dây sinh, chơi muốn mòn mái luôn rồi. Chơi giờ bằng phím chuột giờ mất lẹt hết rồi. Mà giờ anh còn chơi chiêu đơn giản, nghe tầm thường quá ha. Hồi nãy là chỉ bị sơ ý bị bắt đi thôi. Gõ. Những chiêu đó nghe bình thường quá à. Chưa chiêu nào mới mẻ hơn đi. Ý còn tí dính rồi. Ý mì tôm xuất hiện. Sự giải cứu của đất nước. Rồi giết nó nè anh. Nó hồi lát là đánh bay mặt nạ là giết anh á. Ráng chịu nha em biết đó. Để em. Cái này để em lo mì mì gõ lắm. Ôi không xong rồi. Ủa kỳ ta. Vậy là chắc cái dạng mà gõ tuôn hơn tí đó anh em. Mình gõ sớm quá. Kệ không sao. Cứ đây chơi chơi đi. Ôi hết. Hết cơ hội rồi đó anh em. Đi từ từ từ. Chạy từ mấy anh ơi. Vệ sinh làm gì kệ nữa. Cốc, cốc liên quan. Đó. Chị Jose lại trợ chiến nữa rồi. Đi đâu à? Còn mới thấy nó đây à. Tưởng nó lâu lâu nó mới xuất hiện. Chờ đó anh ơi. Chờ bọc vòng á. Đi hốt chị Jose đằng kia kìa. Mã này nó không biết trình. Cứ dí dí vậy là sao mà dí lợ. Hả? Tưởng dễ ăn bà hả con. Ốc bu. Lơ kiếm đồ chờ tiếp. Đâu trong đây có gì. À được cái súng. Ra bắn bỏ nó. Ngoài súng mà không có gì hết à. Không còn thứ gì khác. Anh em có làm gì đâu anh. Ở lại chụp nhỏ kia. Ở me xe nữa hả. Xe ai thèm. Thì không ai thèm thứ đó hết. Gì anh, gì anh. Anh chơi gì anh lướt, anh đi, anh đi, anh đi nghe lả lướt. Anh đi nghe lả lướt chứ mà dữ vậy. Em không có thèm cái xe đó đâu. Mà một lát cái thèm à. Cái dạng bây giờ không có thuần. Đây, đây. Rồi nồi niêu son chảo các kiểu quá trời. Tao phải làm gì đó à. Giờ con dí gì ta. Thôi đi vòng 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 chơi. Mà anh cứ vụ nữa đi. Cái chuyện xe sùng để em lo. Lên 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 lên. Để máy xe nha anh. Trời ơi em lên được xe là anh nè. Anh dí bằng niềm tin. Rồi đây đây. Ô oh, chẳng hướng đó em đi hướng này. Vô dụng hả anh ơi. Vô dụng vô dụng. Những cái định lực vật lý đó vô dụng với em hết. Anh em nào ra đây lên xe chơi không. Chị lên xe chơi chị. Thằng đó yếu nghề rồi.
lên đi, tập trung mấy anh ơi. Làm như mấy bà băng rong chơi vậy. Lên. Chập gì nó ghệ nó đi, mà em có quan tâm đó. Ồ. Anh lên chậm quá. Để nó hốt hay dừa. Rồi sao nữa anh? Em lái xe dữ cũng là một cái tội dạ nữa hả? Không, cái này là tại vì anh gà quá làm gì. Vô đây kiếm đồ anh em. Thằng đó vừa lên chưa kịp đề máy xe nữa. Nữa. Em vô tội trong vụ án này anh ơi. Thiệt đúng thiệt, lái xe được cũng là một cái tội. Cái tội tình gì? Em đâu có lỗi lầm gì. Rồi canh ghí một mình luôn kìa anh em. Công nhận lầy thiệt chứ. Police xuất hiện kìa anh ơi. Anh ngồi đây anh canh xe, anh tấn thủ xe nữa. Cũng nhỏ này, con nhỏ này là mục tiêu. Ồ kìa, áo quần của bà nó lấy kìa anh ơi. Áo quần của mẹ anh. Công sức anh đổ sông đổ biển hết rồi. Tụi này coi như nó xuất hiện là mục đích là để giết anh thôi. Rồi đi ra giết dây sinh anh em à. Yên tâm, còn tụi em đây, anh Tommy cứ chơi xả láng. Anh chơi xả láng con gà mái luôn anh. Làm cái gì vậy? Cấm đầu cấm cổ chạy. Jason! Fuck you Jason! Don't kill me please. Jason giờ chạy vòng vòng. Sao vậy? Sao rinh vậy? Rồi là đây. Bố láo bắt nhau. Bà đây là nhiều đồ chơi lắm. Nữa. Cái dạng mà thấy sát hắn mì đó nè. Định chụp nhỏ đó. Đây dạng lạm quạt thành viên ta ứng cứu nhiều lắm. Ta ở đây ta chơi hết 17 phút với dây sinh luôn nè. Giờ long xuống nước luôn rồi. Tội nghiệp heo. Lòng dưới nước rồi, lặn rồi. Đi kiếm nước uống rồi. Chắc từ nãy giờ lông cạn dí mình mệt quá anh em à. Dạng dí mình mệt mỏi. Nãy là nhắm mình mục tiêu mục đích là được rồi. Không chịu. Cứu em nha chị. Em lên em đề máy xe em chạm vòng chơi. Em mấy nay. Đi. Đề máy xe kiếm dây sinh chơi. Không có á. Đi cái lùm cây nào đâu à. Xe chạy rồi, xe lăn bánh. Vòng đu quay cứ mỗi phút bay lại càng bay lên cao. Dường như tới muôn đám mây thôi trời. Cả khu vườn càng thêm lấp lánh. Mới dậy với ra nè, xe chạy với ra. Ở đây ta muốn tiêu diệt anh. Ồ, cây mã dắt trên lưng ngon dữ anh. Cho xài cái anh. Không xài được nữa hả? Thiệt xin cái mã mà thằng hiện khó khăn nham hiểm làm hiểm. Quẹo vô trong nhà kiếm nhà hàng nào trong đây nè. Mình dạng gà mình nuôi gì mình biết. Đâu à? Ủa anh đi lộn tiệm hả anh? Nó trên lầu mình đi đâu trở chứ. Con nhỏ này lì lắm. Anh bảo vậy anh đừng có ghim. Anh đừng có chấn thương sọ não đó. Đừng có ghim sọ não đó. Để em vô em lùa hết à. Đốt pháo bông. Đứng liền. Đã quá nực. Pháo bông sáng chiếu một phương. Vệ sinh này vô dụng dữ vậy. Từ nãy giờ chưa bắt được mụ già kia. Mụ già kia là phải lao bắt chụp từ xa. Chẳng hạn đứng như vậy nè, lao lợn chụp bóp cổ bẻ liền. Tommy giờ đang học võ công. Đang học võ để lát ứng cứu như thế nào. Đây với mụ già kìa anh em. Ra giải cứu đi Tommy. Đây mình lên xe chơi à. Rồi thằng tàu khựa chưa chi chạy thoát rồi. Ở đây chơi với dây sinh chứ. Chạy đâu làm gì anh em.
Đây đây. Thôi chết mình rồi. Hên nó bọc qua kia anh em. Nó bọc ngược lại là mình tiêu rồi. Sao em chạy chiếc xe mà cũng không được, nó anh khó dữ vậy. 2 phút nó không cho tháo cái thiết xà nạ của nó ra. Tháo được cái thiết xà nạ nó như đời người ta. Anh em nè. Gái đẹp không? Đó, thấy thân hình bốc lửa bá cháy chiếc lửa không? Bá cháy một chiếc chó luôn lửa gì nữa. Làm cái gì anh vô, làm cái nghe vô vậy anh. Ở đây người ta đó là muốn phong lưu cùng anh. Làm cái gì vậy? Nghe đơn giản lắm à. Nghe công nhận giản đơn luôn. Kệ lên xe chạy nữa anh. Đúng rồi, anh mê xe lắm, bắt anh. Chạy hết rồi. Làm ăn sao để cho lên xe cắm đầu cắm cổ chạy. Anh không chịu bắt. Bắt lên, còng đầu lại. Thiệt. Thằng này nó không hiểu cái chữ còng đầu là còng sao hết. Đi con quần kìa. Anh én lượng. Anh chụp gì anh? Ừ, gõ đít anh rồi. Ừ, ỉa đầu đó. Ở đây chơi luôn mì tôm. Có em đó, em bảo kê anh hết mình luôn. Đi giờ chạy hết rồi, lên xe tẩu hết rồi. Còn em với anh ở đây, chúng mình cùng chung sống ở trong khu rừng này. Thằng Jason chả làm được cái đách họa gì hết. Vậy anh, gái đẹp đây anh không mê. Thôi xong à. Thằng Jason này nó bị bán xà bông. Nó không biết gái là gì luôn, dí heo cho ai không. Dạng cho ai đẹp đó mà. Yên tâm đi anh. Em đây là em chuẩn bị hủ tục hết rồi. Nó mệt quá nè. Chụp luôn đi mệt mỏi à. Ý con mũ gì à? Sao mũ lại quay trở lại đây? Đâu qua chụp mũ già hay thiệt chứ. Là ứng cứu không kịp anh em à. Định chụp từ sao? Cái này anh em chạy nha, mình nghe fan của mình nói như vậy nó vẫn còn chụp được á. Chụp nó bấm đi bấm khùng cái nó bẻ số bẻ cổ gì á. Rồi giờ đứng đây sao nó thấy mình chụp. Ê cái các bạn, anh em nghe cuộc chạy mình rớt không? Chụp trúng rồi đó. Vai chứ. Rồi ok, thì mình sẽ kết thúc video lại tại đây. Anh em cảm thấy sao về video của mình hãy để lại comment bên dưới. Và anh em đừng quên đến đăng ký để theo dõi những video mới nhất của kênh mình nhé. Cảm ơn mình, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo của tựa game Fairy Day. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình, xin chào tất cả anh em. Và mình xin chúc tất cả anh em và các fan hâm mộ của mình là luôn luôn có một ngày tốt lành nhé. Ok. Oh, yeah.